Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về các khối cơ bản Fill và Stroke Các bạn sẽ thấy có phần Dots Khi các bạn ấn vào phần Dots Các bạn thấy có một khung cửa sổ Có rất là nhiều loại Dots khác nhau Các bạn có thể lựa chọn từng loại Phần Decorate phần trang trí các bạn cũng có thể có rất nhiều lựa chọn khác nhau thậm chí các bạn cũng có thể import được thêm các loại trang trí khác nhau từ trên mạng mà các bạn thích phần stroke các bạn cũng có thể thay đổi tương tự như vậy các bạn có thể thêm họa tiết cho phần stroke đường viền bao hoặc là <laughs> các cái trang trí khác nhau. Các bạn có thể thử lần lượt với tất cả những cái có sẵn ở trong Illustrator. Ở trong phần brush definition, các bạn cũng có thể có nhiều lựa chọn khác nhau. Ví dụ như mình chọn một loại brush fill chính là cái phần bên trong của vật thể màu đỏ và stroke chính là đường viền của vật thể cho cái phần stroke đường viền các bạn có thể tăng giảm kích thước của phần stroke đường viền các bạn có thể thêm những cái thư viện có sẵn như là border line các đường viền khung giống như là cái khung ảnh. Các bạn có thể có rất nhiều sự lựa chọn. Bởi vì thư viện của Illustrator có hàng trăm thậm chí đến hàng nghìn sự lựa chọn khác nhau cho phần stroke và fill. thậm chí các bạn khi mà các bạn đã chọn được một cái uh, stroke đường viền các bạn có thể thay đổi được màu sắc theo ý của mình bằng cách vào cái icon recolor artwork ở đây các bạn người màu mặc định là màu đỏ và màu vàng các bạn hoàn toàn có thể thay đổi hai màu đấy Mình có thể chọn màu xanh hết các bạn sử dụng công uh, select và các bạn ấn vào giữa của vật thể các bạn cũng có thể kéo để chọn tất cả các vật thể xanh và đỏ khi chúng ta ấn vào edit thì sẽ hiện ra một bảng màu mang tính trực quan hơn đó là bảng màu hình tròn chúng ta sẽ có thể kéo các bạn kéo màu chính thì sẽ có hai màu đi theo và các bạn có thể kéo riêng rẽ từng màu để thay đổi và ấn OK <laughs> như vậy các bạn đã chỉnh sửa được cái màu theo ý của mình các bạn chọn vào icon select và các bạn như bài trước các bạn kéo cái hình tròn ở bên trong của vật thể thì sẽ bo tròn bốn góc các bạn có thể xóa điểm bằng cách chọn và các điểm hoặc khi các bạn ấn vào giữa vật và thể các bạn thể đổi màu ở phía bên tay trái phía trên các bạn thể thấy là chúng ta có thể các bạn sử dụng cái icon anchor point tool delete anchor point tool các bạn cũng ấn vào điểm để có thể xóa cái điểm mà các bạn muốn xóa làm chúng ta sẽ thực hành công cụ delete angle point tool sau khi xóa các bạn cũng có thể thêm điểm chúng ta có thể di chuyển cái điểm chúng ta vừa thêm và chúng ta cũng có thể bo tròn được cái góc khi chúng ta muốn bo tròn góc nào thì chúng ta chỉ cần kéo chuột để lựa chọn cái hình tròn về phía bên trong vật thể nếu chúng ta chọn cả bốn hình tròn thì khi chúng ta di chuyển thay đổi một hình tròn thì cả bốn góc đều thay đổi thay đổi màu của stroke đường viền hoặc là đổi màu của fill là màu bên trong của vật thể. Các bạn cũng có thể lựa chọn pattern tức là mà những cái họa tiết gradient để chúng ta đổi cho phần fill phần bên trong. Các bạn cũng có thể sử dụng các cái thư viện có sẵn ở trong illustrator như là art history hay gradient sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn trong phần pattern